Sáng ngày 11 tháng 4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ 12 xe mô tô các loại để tiếp tục điều tra xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập biểu diễn xe mô tô gây mất trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh. Lực lượng chức năng đã tổ chức hóa trang mật phục, bất ngờ bao vây đường nội bộ khu dân cư thuộc địa bàn ấp Thân Bình, xã Tân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, phát hiện và bắt giữ 12 người ở độ tuổi thanh thiếu niên đang tụ tập biểu diễn đua xe tốc độ cao gây mất trật tự trên địa bàn. Trong đó có 4 thanh niên đang nằm trên yên xe và điều khiển xe tốc độ kinh hoàng trong khu dân cư. Theo người dân địa phương, thời gian qua, nhóm thanh niên này thường xuyên tụ tập tại đây, biểu diễn và đua kéo xe gây mất trật tự trên địa bàn.